trình Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc Tài Tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Mở đầu chương trình, Tài Tử Phương Quanh trình bày 20 câu Đảo Ngũ Cung, Thư Con Từ Hải Đảo, sáng tác Minh Sang. Vừa qua Thư Con Từ Hải Đảo gửi về thăm hỏi mẹ kính Tài Tử Ban Sanh liên tục chương trình với bài Chiều Cửu Long, sáng tác Hồ Sĩ, theo thể điệu Lưu Thủy Trường. Đồng xanh mênh mông thỏa tầm mắt, đàn cò trăng xài canh bay dịu dàng, nắng dần lạc chiều cửu long lòng mát. Trên dòng sông tiếng hát ai mà thanh trong, trên những
con thuyền chở ước mình, chở ấm no hay chở tình đời. Nước lượng nông thuyền rẽ sóng ra khơi. Cánh buồm đang ôm gió vào lòng, ngày lất với hương đồng, hương thơm nồng cuộc sống mới bình lên. Những dòng cơn nước chở phù sa vào đồng ruộng, đứa đôi họ hẹn dệt thảm lúa vàng đi đến tương lai. Miệt dưới dùng chân tân bình vui chạy hội, hạnh phúc đang dậy gọi. Đất nước thanh xuân dân tràn sức sống, chiều cửu long ma trời trong ma lòng 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 quê hương mở rộng. Chiều trời ta đang đua nhau. Đã qua rồi cuộc sống tối tầm, hết cảnh đàn mơm. Đất với người vẹn tròn ước mơ, thắm lúa là cả bài thơ. Gió chiều đấy đưa vàng xào xác như diều dắt của sông nước cửu long, như bán trường ca ngân gian giữa công gian, khắp đồng còn gian đập bước chân của lớp người đi dài thấm quê. Ta đã đổ máu xương dành là cứu long, giữ dòng xưa ngọt cho sớm làng ngào ngát. Hương gạo đầu mùa thơm ngát bát cơm, quê ta dòng tố đã tan, đất trời thêm sáng thêm trong, thấy lòng mình như cách cánh bay cao. Gió dần cây lá lao sao, ráng chiều tỏ màu thấm rực, đường làng người vui rộn rịp. Ôi đẹp nụ cười sức sống bừng lên, mẹ là anh hùng là nghĩa nhân, cả một đời vì cháu vì con, vì cây xanh trái chín chiều trên cành. Những người chị người anh trẻ và gái trai đang dồn tâm lực xây đời tươi đẹp của thế hệ Hồ Chí Minh rực rỡ huy hoàng. Cất vàng tiếng ca
chúa tốt hai mùa, vừa xanh in bóng đôi bờ cửu long, đất trời và rộng mênh mông, chiều cửu long thấm xanh màu hy vọng, vui những ngày lao động. Đây là lẽ sống, là tương lai, cho ngày mai đầy hạnh phúc, cho nước non tươi đẹp đàng hoàng. Cửu long ơi, những gì sao lấp lánh trên trời, đẹp tuyệt vời buổi chiều quê. Tiếp theo chương trình, tài tử Văn Ngân và Ngọc Hân thể hiện thể điệu cổ bản Vĩnh Long quê em, soạn lời Hoàng Oanh. Anh Nam, lần đầu tiên về quê ngoại em, anh thấy thế nào? Có đẹp không anh? Đẹp, đẹp lắm, anh thích lắm em à. Nhưng mà anh thích và ấn tượng điều gì nhất ở quê ngoại em? Ấn tượng hết, vì nó như là một bức tranh mà anh thấy thật là thơ mộng, bởi có những dòng sông quanh co uốn khúc lượn vòng. Em nhìn kìa, trước lớn thì sông rộng mênh mông, khi nước rộng dòng sông hẹp dài, hai bên có dải đất bồi. Còn gió chiều nhẹ nhẹ thoáng đưa, sông nhấp nhô đôi bờ dòng sông, lách tách nghe êm đềm như khúc nhạc, ai vào thoáng thoáng từ xa, trên sông nước đã đà. Kìa kìa, nhìn hàng bần xanh thẳm màu xanh, nhánh bần đưa dọc theo bãi cạn, qua bần tìm tím lung linh, chẳng khác gì qua lục bình lưng lờ trôi dạt trên sông. Chính vì thế mà em yêu quê ngoại, không chỉ có dòng sông thơ mộng mà còn có quăng bông lái theo gió chiều xào xạc, âm điệu như khúc dân ca, nghe êm đềm thiết tha giữa muôn ngàn sắc hoa, giữa một góc trời quê hương nên lòng em mãi nhớ. Đi trên con đường nhựa quá bê tông, uống mình theo dòng sông thơ mộng, từng chiếc tàu xinh xắn bắt qua dòng sông, chạm xẻo nối liền. Ngoại em kể nơi này trước đây, ngoại kể sao em? Từ sớm dưới làng
hôm nay đây, quê ngoại em đã thật sự đổi thay, anh mới đến lòng cũng thấy đắm say. Bởi quê ngoại em ngày hôm nay chẳng khác gì ở chốn thị thành, cũng ngồi trường ngôi đỏ xinh xinh, trạm xá thì trang trang sạch đẹp, chuyện đã đến tất cả vùng quê. Nhà tường cao cửa rộng đủ tiện nghi, cùng tủ lạnh máy giặt tivi, chẳng thiếu thốn thứ gì, cuộc sống lại êm ả thanh nhàn. Chính vì thế mà em yêu quê ngoại, bởi nó đẹp như một bức tranh, trăm sắc vàng màu đồng nổi, trong hoa có lá đâm chồi, hương thơm tỏa ngát muôn nơi, hòa lẫn theo giai điệu khúc dân ca, ai hát buổi chiều tà nghe có lòng thương nhớ thiết tha. Tình quê hương thật là nồng, ôi quê ngoại qua đổi yêu thương. Chương trình được liên tục với tiếng hát của tài tử Thu Thủy qua 20 câu Ngũ Đối Hạ, Hồn Quê Chảy Giữa Cội Nguồn, sáng tác Trường Giang. Hơn trăm năm âm nhạc cổ truyền của vùng đất phương Nam, đơn ca tài tử gắn liền với biết bao thế hệ tiền nhân, lưu truyền cho đến nay. Hai miền Nam Bộ Đông Tây, từ Tây Thành cho đến làng quê, già trẻ như trai sang hèn không phân biệt, mượn tiếng đơn qua cùng lời ca, làm thú vui trong lúc rảnh rang. Bóng trầm cũng bất nhắc khoan, thỏa lòng tri kỷ tri âm, cho tình thâm thêm gắn chặt. Dòng nhạc quê hương chảy khắp cùng cả nước, vượt đại dương đến khắp toàn cầu, nơi đâu có dấu chân người Việt Nam thì đơn ca tài tử cũng ngân vang. Đó chính là hồn dân tộc đáng dinh chăm sóc nắng niu, hãy xem như báu vật, như linh hồn nước Nam. Dân tộc nào cũng có truyền thống vẻ vang, có nền văn hóa văn minh riêng biệt, cùng nhau góp sức bảo tồn đầu, người đã có công trong nền
Liên tục chương trình tài tử Hoàng Oanh hát lớp 1 và lớp 2 thể điệu Ngân Tiêu Hội Quán, Một Trái Tim Son Sắt, sáng tác Hoàng Yến. Căm hận gặt cái thù giả mang bão tàn gây cành tóc mi tan gieo cho sớm làng lửa đàn tràn lan cửa nhà tan tác sống đời khổ đau xót thương cho cảnh quê hương dắt thù dày xíu đổ nát điêu tàn có một người con mười mấy quăng đao cho quê hương chìm trong tâm mình lòng sụt sôi hận trào dâng chi ở cả một trái tim son nhận ra chân lý của đảng soi một lòng vì nước vì quê hương tuổi xuân thời đã cùng đồng đội khởi nghĩa Nam Kỳ công tác xâm lăng cùng bọn địa chủ tay sai
trường kỳ. Chẳng xa chi thân, một lòng chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.